Sơn Hà còn không có. 1104 nè. 104 nè. 104 nè. Đây nè. Đó là nguyên nè. Giờ bà của Hiền leo xuống để cưa cái nguyên cái hăng này luôn bây giờ. Còn này cũng khoảng
60 mét gì. Ba con hàng cũng cưa xong 2 cây, còn 1 cây nữa đợi xe cẩu này đem bỏ mấy cái lóng cây này xong rồi hoành lại là ba con hàng cưa tiếp. Rồi, giờ ba con hàng cũng nghỉ trưa xong, giờ tiếp tục cưa cây hư ba. Cái này nó ba bên trong á, năm tuổi sẽ
già, ba của Hiền sắn vô, sắn cái móng leo vô khoảng dài tắc không gì, chứ không được sâu nên thường ưa bị chặt giò. Thì cái đầu đó tới cái cua đó đó. Ờ thì cắt ngang đó đó. Hồi nãy nói cắt ngang đó đó. Ờ. Rồi dư chơi 2 khúc. Cậu kia nó nhỏ giờ đầu giờ trưa thì có kêu đổi cây cẩu để cưa cái này quý vị, tại cây này nó nằm ở mấy trong, nó xa hơn hai cây kia ở ngoài nên mới đổi cây cẩu lớn này.
đi thôi. Tao dây đánh lại đi, dây đi chuyện nổi rồi. Cao già quá già. Cái sớ này kinh.
lên túm vô con cỏ màu đè lên sao túm. Con xe đi túm vô con cỏ màu chắc nhiều đó sao túm vô. Cũng cưa xong ba cây cao vua. Bây giờ cái lóng này thì cây thứ hai mà hồi nãy xe nhỏ kia để lại á, bây giờ này cẩu lớn, cẩu đi luôn. Xong ba cây cầu vua với chú đường. Quý video nó cũng khá dài, hẹn xin hẹn lại quý vị những clip gần đây nhất. Xin chào và tạm biệt.